Sài Gòn Vlog xin được chào toàn thể quý anh chị. Và hôm nay nhân việc quay lại video bà con Việt Kiều từ phương xa trở về quê ăn Tết, thì em xin chia sẻ một cái bài viết về việc bắt nữ Việt Kiều lừa đảo hơn 100 người có nhu cầu sang Hàn Quốc làm việc anh chị ạ. Và mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hậu Giang vừa khởi tố bắt giam đối tượng Lê Thị Trúc Phương, 43 tuổi, quốc tịch người Hàn Quốc anh chị, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lê Thị Trúc Phương trước đây là người Việt Nam tên là Lê Thị Trúc Phương, sinh ra và lớn lên tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Sau đó theo chồng về Hàn Quốc sinh sống bằng nghề nông và môi giới việc làm, hiện nay đã thôi quốc tịch Việt Nam và nhập luôn quốc tịch Hàn Quốc. Và thời gian gần đây, Phương thường về Việt Nam và hay lưu tới địa bàn tỉnh Hậu Giang. Qua các mối quan hệ, Phương hướng dẫn một số người địa phương tư vấn, nhận hồ sơ và nhận tiền của những người dân có nhu cầu đi xuất khẩu lao động thời vụ tại Hàn Quốc với mức lương hấp dẫn từ 40 đến 50 triệu một tháng. Mỗi hồ sơ thu nhận được, Phương thu chi phí chọn gói là 35 đến 70 triệu đồng một người. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền và hỗ trợ của người dân thì Phương không thực hiện đúng lời hứa, còn yêu cầu người dân muốn đi Hàn Quốc đóng thêm nhiều khoản chi phí phát sinh lên tới vài chục triệu đồng. Thật sự là quá đáng anh chị. Người dân miền Tây thì tiền đâu ra anh chị? Quá tàn nhẫn anh chị. Qua đó, Phương đã chiếm đoạt hơn 100 người với tổng số tiền lên là 10,5 tỷ đồng. Trong đó có trường hợp đã chuyển cho Phương tới 1,4 tỷ đồng anh chị. Theo đó, cơ quan công an, thủ đoạn chủ yếu của các đối tượng lừa đảo như Phương là lợi dụng sự thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật và sự nhẹ dạ cả tin và nhu cầu sang Hàn Quốc lao động của người dân. Thưa anh chị, hôm nay, những ngày gần đây thì Hàn Quốc họ đã mở lại thị trường lao động 3 cái tỉnh ở miền Bắc anh chị. Lúc này thì ba tỉnh đó họ không còn lo việc ăn Tết nữa anh chị. Lúc này làm sao? Lo làm sao để sang Hàn Quốc làm việc anh chị? Lúc này Hàn Quốc thừa việc thiếu người, còn Việt Nam thì thừa người thiếu việc. Đưa ra lời chào hấp dẫn như các mức thu nhập cao, điều kiện ăn ở, làm việc thuận lợi, cam kết hoàn thành thủ tục đưa đi xuất khẩu lao động. Tuy nhiên khi người dân đã dính bẫy nộp tiền, đối tượng sẽ không thực hiện các đối tượng như là đã cam kết và hứa hẹn thời gian xuất cảnh, chiếm đoạt tiền của người dân lao động và đã đăng ký, sau đó cắt mọi liên lạc với người dân. Tại Hậu Giang, hiện tỉnh đang triển khai thực hiện chương trình đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc với hình thức visa E8-1 và được giao cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh và đơn vị chịu trách nhiệm triển khai. Chương trình này được triển khai về phòng lao động thương binh xã hội ở các huyện, thị xã, thành phố phối hợp giới thiệu, tuyển chọn lao động địa phương tham gia. Ngoài ra, Hậu Giang không có bất cứ doanh nghiệp tư nhân nào, được tổ chức cá nhân nào khác được giao, tức là ở đây không có cá nhân và công ty nào được giao cả anh chị, chỉ có là phòng lao động thương binh xã hội thôi. Cơ quan chức năng khuyến cáo để tránh bị lừa đảo, người dân nếu có nhu cầu xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc làm việc thời vụ cần trực tiếp liên hệ với ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tại nơi cư trú hoặc phòng lao động thương binh xã hội các huyện, thị xã, thành phố để đăng ký và được hướng dẫn chi tiết cụ thể. Và nhân đây thì khoảng là tháng 5 thì có một đứa bạn cùng quê với em. Lúc đầu thì nó chỉ làm hướng dẫn viên du lịch thôi anh chị. Và trong thời gian qua, hướng dẫn viên du lịch thì quá ế khách, cho nên bạn của em đã chuyển sang một hình thức là đưa người qua đó du lịch xong bỏ trốn anh chị. Đưa người bên đây qua bên đó du lịch xong rồi cấu kết với một số thành phần bên đó bỏ trốn. Thì bạn em có nói rằng là có ai có nhu cầu thì giới thiệu cho nó, và mình có nhu cầu thì đi,
chớ ở Việt Nam làm biết bây giờ có tiền cho được. Rồi, thì cảm ơn anh chị đã theo dõi video.